bộ xin lỗi người tiêu dùng Trung Hoa. Đôi khi chỉ cần xin lỗi là đủ. Lời xin lỗi của giám đốc điều hành của Apple, ông Tim Cook, đối với các khách hàng Trung Quốc dường như đã giành được sự phản ứng tốt trên báo chí của đất nước này. Trong thời gian qua, dịch vụ khách hàng của Apple ở địa phương đã không ngừng bị các phương tiện truyền thông của Trung Quốc cáo buộc là kém chất lượng. Tờ báo Hoàn Cầu của nhà nước trong một bài xã luận đăng vào ngày 2 tháng 4 đã nói rằng hành động của ông Cook là đúng hướng và xứng đáng được nhận sự tín nhiệm của người tiêu dùng và các phương tiện truyền thông của Trung Quốc. Tuy nhiên, những người hâm mộ trung thành của Apple dường như đã không bao giờ bị ảnh hưởng bởi các lời cáo buộc của báo chí nhà nước. Apple có thể đã bị các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Cộng chỉ trích trong 2 tuần qua, nhưng người dân Trung Hoa vẫn còn xếp hàng vào mỗi buổi sáng để vào được bên trong các cửa hàng của Apple. Tại một cửa hàng của Apple ở Thượng Hải, các nhân viên cho biết số lượng người đến cửa hàng vẫn không thay đổi trong những tuần gần đây. Ông Chen Yaohui, 73 tuổi, được con trai tặng cho một MacBook Air vào năm ngoái, cho biết ông có nghe nói về lời xin lỗi, nhưng không nghĩ rằng lời xin lỗi này là cần thiết. Ông cho biết ông đã theo các lớp học cách sử dụng của Apple trong gần một năm nay và ông rất hài lòng với người giáo viên trẻ Apple. Ông Liu Kanron, một doanh nhân bán các sản phẩm Apple, đôi khi bị mất kiên nhẫn sau khi phải chờ đợi gần một tiếng đồng hồ trước cửa hàng. Nhưng ông thừa nhận là do có nhiều người yêu thích sản phẩm của Apple nên mới có tình trạng chờ đợi này và ông cũng không có ý định thay đổi nhãn hiệu. Lời xin lỗi của Apple cũng đã tạo sự giật gân trên mạng, trở thành chủ đề số 1 được bàn luận trên microblog Weibo. Một số các bloggers cho rằng các công ty của nhà nước Trung Quốc thường nổi tiếng với dịch vụ xấu của họ nên noi gương Apple. Những người khác tự hỏi không biết đây có phải là một trò đùa hay không khi mà lời xin lỗi của Apple được đưa ra trong ngày cá tháng 4. Nhưng nhìn chung, quyết định của ông Cook được cho là sẽ đánh bóng thêm hình ảnh của Apple tại một trong những thị trường quan trọng nhất của công ty Hoa Kỳ.